Này nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này nha. Hàng cái mình nên tô màu gì bây giờ? Ok nha mọi người. Không có bán đâu má, ý là bán thịt lợn thôi, bán thịt lợn thế ít thôi biết chưa. Ôi ngán quá ngán quá. Ok em mọi người, 2 ngày xem hết gần 10 tập phim. Hẹn hò đi. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Mình sẽ tô hết như thế này nha mọi người. Không mà. Ok nha mọi người. Đây chính là bức tranh của mình với 2 con cá nha. Bây giờ mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nên mọi người hãy theo dõi mình. Không ai bật nhạc nữa xem. Thôi 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 em xin anh đi Hết muộn chưa? rồi. Không ạ, em không cần.
Mình sẽ tô vào đây nha mọi người. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Mèo 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 mèo, mình không biết là con mi nào mới to đùng được như này. Đây nha mọi người ơi, mình sẽ tô hết như thế này nha. Mình sẽ tô hết như này nha mọi người. Ok nha mọi người ơi. Mọi người đợi mình 1 phút nha. Đây nha mọi người ơi. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong với 2 con cá nướng nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Hẹn gặp mọi người vào những video sau. Bye bye và hẹn gặp lại. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một mô hình căn nhà năm 2010 nha. Đây là căn nhà cấp mấy không biết nữa. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này, nên là mọi người hãy theo dõi mình nhé. Ai ăn mì sụp sệt vậy? Ok nha mọi người, đầu tiên thì mình sẽ đánh số nha. Tiếp theo là mình sẽ tô màu nâu vào cái mái nhà.
và mình sẽ lấy màu vàng tô vào da nhé. Mình sẽ tô hết như này nha mọi người. No, Tuấn Anh. Tắt ngay cái tiếng phim đi ngay. Hết cứu. Tô như này nha mọi người. Cái gì đây? Mình sẽ tô hết như này nha mọi người. Bây giờ nhá. Ngon, cái kết này nó mới đã cái nữa chứ. Ok nha mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nha. Ở nhà đi má. Bắt cả giao thừa nhà nghỉ cháy phòng hết cứu Tuấn Anh. Đây nha mọi người ơi. Trời ơi, tô vãi cực kia mà chỉ mới được
Có 44 cái là sao má? Đi làm muộn hơn đi. Quay đến đêm 12 giờ 7 chục. Ôi cực. Đấy thì đúng rồi, 10 phút thì đấy đúng rồi. Quay đến 12 giờ 7 chục thật đùa. Nhưng mà cơ bản đã sắp hết phim rồi. Chiêu cũng quậy. Đảo sa mạc này mọi người có thể trải nghiệm cái game ở đây phải được đảo sa mạc nha. Phải mới anh em. Đền thờ. Đảo sa mạc này bé nên là quả đảo nó bé lắm, thì ra trận đấu nó kết thúc cực kỳ nhanh lắm. Tí nữa sẽ phát đảo sa mạc thì gần cái tuyệt vời hải duy nhất thôi nha. Chẳng được quá. Đeo cái game bắn súng mà cái này nhà thấy súng thì cho bắn kiểu gì chơi mà cái đéo. Ê tính xem là tao giết được nó luôn hả trời. Chùa chứ kiếm nhau cái gì chùa biết sao giờ thôi kiểu thôi mà hay á, vừa lòng ta lắm á. Ok cứ chết à, nó bị ké rồi vậy. Ờ ủa con kia tại bị ké rồi. Ok, mình sẽ tô như này nha mọi người. Mọi người chuẩn bị đặt xem bức tranh của mình rồi nha. Khói nha má. Tranh Đức. Ok em mọi người. Và mình sẽ chuẩn bị cho mọi người xem bức tranh của mình. Anh đi tắm đi. Còn đây là bức tranh của mình. Sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô. Hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau. Bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một cái khò khò nha. Đây là một biểu hiện của việc khò khò nha mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này nên là mọi người hãy theo dõi mình nha. Trời ơi, làm việc này xứng đáng thưởng 10 triệu. À. Thế tôi từ 8 giờ sáng đến tối cũng không ngủ là tuần anh ạ. Thế tôi từ 8 giờ sáng đến tối cũng không ngủ đâu. Thế à, Em để mở tủ áo nhé. Rồi, không.
bye. Khi mày đã chán, quá chán chơi game nhưng mà mày vẫn bị bắt làm, điển hình là Tuấn Anh. Vào chết xong ngồi xem chúng nó chơi. Này, người ta đang đánh cả đội đây này. Cả đội đang hy sinh rồi. Tôi thôi, để tồn tại duy nhất. Và cũng là cuối cùng. Tôi chết phát là trò chơi. An nhàn, thời khắc an nhàn đã tới. Bắn hết chịu ơi con chó tao, mặc dù tao bị mày giết tao sẽ cố gắng. Hành vi di chuyển bất thường, hành vi chứa chuyển người, cố tình chết người mò, tố cáo. Mình sẽ tô như đây nha mọi người. Ok nha mọi người. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nhé. Mọi người hãy theo dõi mình đây. Hey hey.
Mình sẽ tô Đây như là này bao nhé nhiêu? mọi người. Ok nha mọi người, mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người ơi. Mình sẽ tô hết như này nha mọi người. Ok nha mọi người, mình sẽ tô như thế này nha. Đây nha mọi người đợi mình 40 giây nữa là được nha. Ok nha mọi người, và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nha. Bye bye.